mừng đến với công viên nước Pika. Mình thích chỗ này lắm nha. Thôi nào Pika, người cậu ướt hết rồi kìa. Ồ, mình có ý này nè. Chúng ta sẽ nâng cấp phong cách chơi game của cậu. Tấm thẻ trang phục này sẽ giúp cậu nè. Đẹp quá à. Pika, Pika. Ồ, bình tĩnh nào. Cậu sáng chói quá đi mất. Đấu nhanh không nào. Meo. Cứu với, cứu. Mình không biết bơi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Cứu. Hả? Meo. Chú mèo bị rơi xuống nước. Meo. Bình tĩnh nào. Meo. Meo. Đứng dậy này. Sao lại nằm xuống rồi hoảng hốt như vậy chứ? Cậu bị chết đuối sao? Thật đấy à. Mèo và nước không đổi trời chung với nhau. Mình chỉ còn 8 mạng sống nữa thôi. Coi chừng nha Pika. Mình thắng rồi nha. Ôi trời. Cứu mình với. Mèo, cậu có thể nào ngừng sợ nước đi được không? Cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị ở công viên nước này đó. Mình sẽ giúp cậu thay đổi. Tấm thẻ này là hợp nhất nè. Wow. Mình thích lắm nha. Đi chơi thôi nào. Vui quá à. Mình cũng biết cách tạo ra thú vui rồi. Mèo. Hả? Chỗ này không đi được đâu. Chụp quả bóng nào. Được rồi nè. Ủa? Là do móng của mình. Mèo. Cậu làm hỏng mất rồi. Không sao. Mình sẽ tạo ra một quả bóng mới. Mèo ơi. Bóng nè. Được làm từ thành phần hữu cơ đó nha. Bắt lấy nè. Còn ghê quá đi mất. Ném lại đây nào. Nhanh lên. Mình muốn chơi ném đĩa hơn. Ô không. Thôi rồi, cái này đang đuổi theo mình. Cứu mình. Mèo. Theo mình đến tận đây luôn sao? Còn ở đây thì sao nhỉ? Nó có còn đuổi theo mình nữa không ta? Mèo à, cậu ổn chứ? Mình ổn mà. Ô không, mình mất một mạng rồi. Này, sao ở đây lại có bão cát thế nhỉ? Ồ ồ. Mèo à, thông cảm nha. Xin lỗi, em mèo của mình hành xử thô lỗ quá đi thôi. Đây là bãi cát, không phải là chỗ dành cho mèo. Cậu thấy biển hiệu chứ? Đủ rồi, cậu sẽ ở đây tắm nắng cùng với mình. Đây là bình xịt chống nắng nè. Cậu xịt lên lưng giúp mình nha. Hãy xịt hết lưng luôn nha. Dạ, được thôi. Mèo. Móng của cậu. Cậu biết đó là phản xạ tự nhiên của mình mà. Cuối cùng thì mình đã có thể nghỉ ngơi mà không bị làm phiền. Khoai tây chiên nè. Đến với mình nào Pokemon. Yes, cắn câu rồi. Sắp được rồi. Phew. Đúng là một em Pokemon cỡ lớn. Các bạn ơi, hãy giúp mình câu em ấy nha. Nếu video này đạt được 50.000 like, mình sẽ lôi được em Pika này lên khỏi mặt nước. Pokemon của mình đây rồi. Cảm ơn các cậu nhiều nha. Pikachu, mình gọi cậu ra đó. Chào cậu nha. Demon đâu rồi nhỉ? Ai chứ? Mình là huấn luyện viên mới của cậu đây. Cậu sẽ là Pokemon của mình. Mình hết khoai tây chiên mất rồi. Mình có nguyên một chiếc vest làm từ khoai tây chiên. Wow, hay lắm. Và đây là cái gì thế? Ống thở khoai tây chiên đó. Mình muốn nữa. Mình bắt được em cá siêu to khổng lồ này. Paper sẽ thích phát điên cho mà xem. 1, 2, 3. Mình thắng rồi. Chẳng có gì thay đổi cả Pika.
Hả? Cậu ấy có Pokemon mới rồi sao? Này Piper à, xem con cá khổng lồ của mình nè. Mình không quan tâm đâu nha. Đúng là tên Pika hư hỏng mà. Mình tốt hơn là không nên có huấn luyện viên. Hoặc là con cá này nữa. Ow! Các cậu hãy giúp mình tìm Pokemon của mình với. Hãy bình luận bên dưới lần cuối các cậu nhìn thấy Pika nha. Giúp mình đi. Cứu với. Mình tiêu rồi. Đợi một lát nha. Mình sẽ giúp cậu. Cậu ổn chứ? Này, thấy khác hơn không nào? Yeah, cảm ơn nha. Cậu có thấy Pokemon của mình ở đâu không? Là Pikachu sao? Huấn luyện viên của mình bắt cóc cậu ta rồi. May thật đó, mình tìm thấy một người mới, ngầu hơn nhiều. Cậu sẽ chỉ dạy cho mình thôi. Cậu có thấy Pika đâu không? Yeah, ngay kia kìa, để mình giúp cậu nha. Lại ngay đây nào. Cậu có chắc Pika ở đây chứ? Bình tĩnh nào anh bạn. Ngồi xuống và tận hưởng cảm giác được cá ăn chân nào. Ui, cảm giác đã quá à. Cá à, lại đây với Mew đi nào. Mình sẽ bắt cá cậu. Mình còn một phương pháp khác. Của ai đó? Chân mình. Thả ra nào. Mình lại bị rơi xuống nước nữa rồi. Mình bắt được cậu rồi. Thế là mất thêm một mạng nữa. Chán chết mất thôi. Này, quạt của mình sao vậy nè? Quay đi nào. Chỗ này nóng quá đi à. Đi nhanh lên nào. Chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu thật là nhanh. Wow, ý hay quá Pika à. Woohoo! Huấn luyện viên à, chúng ta đi hướng khác thôi. Mình đói quá à, cậu biết mà. Phải ăn gì đó mới được. Ý là còn phải đi tìm Pikachu nữa chứ. Mình đói chết mất rồi nè. Ok, ăn gì đó vậy. Mình thích sữa lắc lắm nha. Oh yeah, cho mình hai cốc đi nào. Wow, chuối là ngon nhất nha. Mình uống xong rồi. Hả? Cậu không ăn topping sao? Mình chỉ order sữa chứ mấy. Vấn đề là mình chưa có no đây nè. Hot dog sao? Ok, đợi một lát nha. Đây, bây giờ thành hot cake rồi nha. Ổn chứ? Yeah, mình sẽ order món này. Tuyệt lắm, cho mình hai cái nha. Ngon quá à. Ow, cá đi kèm với sữa không hợp mấy thì phải. Này, đừng có nhìn lén mình chứ. Pika à, đi chơi thôi nào. Mình mệt quá à. Chúng ta sẽ đi tắm nắng. Mèo lúc trước không thích tắm nắng. Cậu có thể hình dung ra không? Đây là điều mình thích làm nhất luôn á. Pika chứ. Đến lúc tận dụng năng lượng mặt trời để nạp điện rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi lên chiếc cầu trượt cao nhất nha. Không, mình không muốn đi đâu. Nhanh đi mà. Cậu đâu rồi, Pika? Ở đằng kia kìa. Mew, nhanh nào. Trên chiếc cầu trượt ấy. Ngay chỗ kia đó. Đi nhanh nào. Chỉ còn hai mạng thôi sao? Không, mình sẽ ở đây. Đi nào. Anh bạn lười biếng này. Cậu ấy kia rồi. Nhanh nào, đuổi theo cậu ấy. Chúng ta chậm rồi. Đi thôi. Cứu mình với. Mình bị rơi xuống nước nữa rồi. Mew à, mình không tìm thấy Pika. Chẳng có dấu tích nào cả. Thế là chỉ còn một mạng cuối cùng thôi. Pika đói bụng rồi. Thôi kệ đi. Mình muốn ăn khoai tây chiên. Ok, phục vụ à. Mình thích món này lắm. Cảm ơn nha. Hả, cậu ăn hết rồi à? Không còn một miếng cho mình luôn sao? Miếng cuối cùng này sẽ là của mình nha. Không. Bắt được rồi. Hay thơ đó à. Ô không,
cậu ấy bị bệnh rồi sao? Mèo, mình còn một mạng cuối cùng. Mình sẽ dùng nó để cứu Piper. Mình sẽ cứu cậu. Đợi mình nha. Sống lại đi nào. Mình nên làm gì bây giờ đây? Pikachu à, mình cần cậu. Hãy cấp cứu cho cậu ấy đi nào. Chúng ta sẽ nạp điện cho cậu ấy. Cảm ơn nhiều nha. Cậu ấy sống lại rồi kìa. Cảm ơn cậu Mew à. Cậu đã cứu mình. Cậu là Pokemon tuyệt nhất trên đời. Pika, ngạc nhiên chưa? Pika, cậu ở đây rồi. Mew, cảm ơn đã giúp cho mình nha. Hay là chúng ta đi xem phim, coi như lời cảm ơn của mình nha. Tốt lắm Mew. Về nhà thôi nào Pikachu à. Hẹn gặp lại các cậu nha. Chào, vé của tôi đây. Sao tận hai vé vậy? Ờ ha, đợi chút nha. Tôi mang cả Mew theo nữa. Ồ, dễ thương quá à. Xin chào người đẹp. Mew. Không, cậu mới là Mew. Nhìn thế này có vẻ bọn họ chấm nhau rồi. Thôi được, dù sao hôm nay cũng là ngày mèo thế giới. Cho hai người vào á. Đi nào. Ồ, một chú mèo dễ thương. Mình có một kế hoạch này. Mình không chấp nhận bị từ chối. Xin chào, đây là mèo nhà tôi. Hả? Mèo. Cậu mèo này bị ngáo hả? Dễ thương thật mà. Tội nghiệp. Cậu mèo bị đau họng rồi. Xem tôi có gì nè. Muốn chơi chút không nè mèo con? Bắt tia laser đi. Bé của con đây ạ. Chào con. Có lén mang đồ ăn vặt vào không á? Dạ không. Để xem con có trung thực không ha cô bé. Ô không, chú Pokemon này là một ổ kẹo. Tiêu diệt chúng. Con không được vào rồi. Đây nè, bằng chứng phạm tội đây. Mang kẹo vào rạp phim là không được đâu nha. Trả lại Pokemon cho con á. Đúng là mít ướt mà. Chú bảo vệ xấu xa lấy hết kẹo của con rồi. Con sẽ đi mách mẹ. Không đâu, một người mạnh hơn cơ. Buồn quá đi mất. Hả? Pika, chú bảo vệ không cho tụi mình vào. Pika. Hả? Chuyện gì thế này? Mọi người ơi, các cậu thích Pokemon nào nhất nè? Cho tụi mình biết dưới phần bình luận nha. Sao lại bụi bặm quá vậy nè trời? Mình vừa mới lau dọn mà ta. Được rồi á. Cầu Pokemon. Từ giờ mình đã có Pokemon của riêng mình. Không sao. Ra đây nào Pokemon. Reverse. Đi bắt tụi nó đi. Ngon ghê. Ăn vặt trong rạp phim hả? Không được nha. Xem ai kia kìa. Cấm tiệt. Mang Pokemon hay cầu Pokemon đều không được vào. Mời ra ngoài. Pika. Họ bị sao vậy ta? Này, cậu gì ơi. Sao cũng được.
chào anh. Có Pokemon không? Có mà. Anh muốn xem hả? Đây, Jigglypuff của tôi nè. Tôi là Theo, rất vui được gặp nha. Jigglypuff, cậu chào mọi người đi. Tốt lắm, vé của tụi tôi đây. Vé hả? Phạm quy rồi. Pokemon không được chào đón ở rạp phim. Đi quên, lên đi. Tụi tôi không muốn như vậy đâu. Nha, Ghibli, tụi mình bơi đi vậy. Ở đây có Pokemon của tôi và tôi. Cái cậu chàng phun ra nước. Đúng rồi, một bài hát. Jigglypuff, vào việc thôi nào. Cậu mau hát đi. Một bài hát ru. Hả? Hát mạnh lên, Jigglypuff. Bình tĩnh nào, Ghibli Alice. Sao mà lạnh quá vậy? Cậu cố hát tiếp đi, Ghibli. Đến lúc tụi mình chơi đùa chút rồi á. Tiếp ơi, rơi nào. Đây chính là cách kỹ băng hà bắt đầu á. Tuyết tấn công. Mình đoán là nên đi thì hơn á. Ơi, sao nóng quá vậy nè trời. Nước lạnh. Cảm ơn nha. Đúng là trời ban. Mình có ý này nè. Nhạc cháy ha. Hả? Cậu có thấy như mình không? Hả? Wow, mình là vua tiệc tùng á. Biết cháy thật. Sao hai người lại ở đây? Tụi tôi xem phim được chưa? Pokemon vẫn không được vào đâu. Đi quết, cô biết phải làm gì rồi á. Chúng ta chuẩn bị đi bơi thôi. Lá chắn bọt biển. Vấn đề là miếng bọt biển này nặng quá à. Tốt lắm, đi quết. Còn đây, mời hai người mang bé SpongeBob ướt nhẹp này về nha. Muốn nữa không? Tụi tôi sáng mắt thật rồi. Đi trước đi. Ngon tuyệt cú mèo. Mình thích nhất là đồ ngọt. Chúng bị cấm hay sao vậy ta? Phải rồi. Của cô hả? Không à, được rồi. Giữ bí mật nha. Không biết mình có đóng phim được không ta? Kem à, kẹo. Phải rồi. Trốn vào đi, Jigglypuff. Huấn luyện viên của cậu đúng là thiên tài. Hả? Chào cả nhà. Không được mang kem vào nha. Nhìn kìa, là Messi. Đâu cơ? Chẳng thấy gì cả. Cậu nhìn nhầm ai hả? Lỡ mất một bàn thắng rồi. Nhìn nè, kem đâu có bị cấm. Tôi vào được rồi ha. À, đúng vậy. Mời vào. Xem phim vui vẻ ha. Thành công rồi. Ghibli, tụi mình vào được rồi nè. Mình sẽ cho cậu xem kỹ băng hà 6. Cho tôi ra ngoài. Phim nhạc như nước ốc vậy. Tụi mình làm gì tiếp đi? Anh có vé công viên nước nè. Tuyệt vời. Đi bơi thôi nào. Công viên nước, ước mơ của tôi. Vé công viên nước nè. Nhầm đường rồi. Bên kia mà.
tới công chuyện đi, David. Cho cô chiếc vé nè. Đến lúc biến ước mơ thành hiện thực rồi á. Công viên nước. Không bao giờ nha. Cô đang làm việc mà. Không thể chịu được công việc này. Cảm ơn hai cậu vì tấm vé nha. Đi bơi là ước mơ của mình á. Tạm biệt. Lần sau tụi tôi lại ghé nha. Bình tĩnh nào. Nhớ hông khô nha. Bực không chịu được. Mình phải đi thay đồ thôi. Chú ơi, vé xem phim của con đây. Tuyệt. Không, không được. Con đang ôm cái gì nhiều quá vậy? Là snack thôi. Hoàn toàn không được. Cấm mang snack. Nói tạm biệt với chúng đi. Ồ, đúng rồi. Ống hút snack. Phát minh mới của mình. Đây là lời thách thức. Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp. Thật may khi mình luôn mang theo bóng Pokemon. Yeah, lăn nó qua đây đi. Pikachu, bạn ra đi. Ném chuẩn đó. Cái gì đây? Pikachu, hạ gục hắn đi. Để cho mình. Vậy thôi á hả? Sợ quá đi. Đúng là có điện giật thật nè. Chờ một chút. Coi mình có gì nè. Ta sẽ chăm sóc cho anh bạn. Ồ, không không không. Tôi đã đủ phấn khích rồi. Giỏi lắm Pika. Lấy snack lại cho mình đi. Vô xem phim thôi. Cái gì đây? Nhưng còn mặt sau nữa. Cho thuê Pokemon. Quá là hoàn hảo. Mình nên chọn ai đây? Oh yeah. Cái gì đây ta? Phải hết sức cẩn thận. Này, anh đặt Pokemon đúng không? Của anh đây. Cảm ơn đã ủng hộ shop nha. Cảm ơn. Wow, Pokemon của mình thiệt nè. Yeah, Pokemon xuất hiện đi. Bắt hết bọn chúng đi. Dễ thương quá. Có chuyện gì vậy? Mọi người chạy đi đâu thế? Bye bye mấy kẻ gây rối. Dừng lại, đủ rồi đó. Không nhảy ở rạp chiếu phim nha. Không thành vấn đề. Em đã dẹp hết rồi. Có Pokemon hay bóng Pokemon nào không? Không. Thôi nào, chỉ có mình em thôi à. Mình nghe thấy có mùi bóng Pokemon. À ha, là ở đây. Nó ở trong này. Jigglypuff. Oh oh. Theo, đuổi chúng đi đi, Beedrill. Không không không. Cái gì? Đồ uống cho người chiến thắng. Beedrill ơi. Đồ thua cuộc. Hai người đang nói ai vậy? Theo, camera bên này nè. Đồ uống cho người thua cuộc. Tại mình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trời ơi, hãy cho anh ta giọng bình thường đi. Hoan hô. Ồ, đúng rồi. Mình có Pokemon biết hát mà.
chiếc ly. Big Bro nè. Cảm ơn. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào? Hát theo mình nha. Thảm hại. Đừng làm cậu ta vậy. Này anh ơi, vé của em đây nè. Không thể đem bóng Pokemon vào rạp được. Không quan tâm. Coi ai đi đã rồi nói tiếp. Mushroom không được vào trong đâu. Nhanh lên Mushroom, cho bọn họ nếm mùi đi. Sao mà hôi quá vậy? Nghỉ ngơi nha mọi người. Lợi hại quá đi. Giờ Pokemon của mình cũng bốc mùi rồi. Lại là cậu nữa hả? Chổng mắt lên mà xem nè. Pokemon lang thang. Tuyệt lắm, Pokemon lang thang ơi. Pokemon này phải khóc thét khi tắm thôi. Nhấn vòi xịt đi. Wow, mình sạch sẽ quá nè. Có đồ gì cắm không đó? Vào đi. Vé của em đây. Wow, tình yêu của mình. Hello, Max ơi. Hey, hết thuốc chữa rồi. Xin mời em vào trong. Cô nàng đẹp quá à. Cùng hành động đi, Max. Xong rồi, mình đã sẵn sàng. Hoa đâu? Cảm ơn. Beedrill, bạn làm tiếp đi nha. Chúng ta làm gì bây giờ? Theo, mình nghĩ ra cách này nè. Bệnh hoạn lắm. Không đâu, không sao đâu mà. Đây là cơ hội của tụi mình đó. Hello cô bé. Anh là chàng trai trong mơ của em. Đi uống một ly mật ong nha. Thành công rồi. Ồ, bàn chân của cưng đáng yêu quá à. Đây là bộ phim mà anh mê nhất. Vừa ăn bỗng ngô, vừa có chỗ đẹp nữa. Bỗng ngô. Mình cũng thèm bỗng ngô quá à. Ra ngoài. Beedrill đâu? Em hôn anh một cái nha, tình yêu của em. Có chuyện gì vậy hả? Là cậu. Tôi biết ngay rồi. Chào anh. Sao bạn dám lừa mình hả? Chườm ít đá lên đi nè. Mình xin lỗi. Kéo búa bao. Lần nào mình cũng thắng. Chipley bé nhỏ ơi, mình có cách rồi nè. Mình sẽ biến bạn thành Chipley Pop khổng lồ. Nặng quá đi à. Là quả bóng khổng lồ hay gì đây? Búa Poketo. Chuẩn bị sẵn sàng.
Wow! Hai chiếc ly pop khổng lồ. Có chuyện gì không? Không, ăn Bedrill đi, nó ngon hơn nhiều. Jigglypuff. Cái gì? Là Jigglypuff nè. Sao thành con nít rồi? Con bé thật ngây thơ. Đi thôi bé cưng. Không ai lẻn qua được đâu nha. Bạn đang giỡn hả, Bedrill? Bữa trưa của mình. Eww, mang rợ quá đi. Mình phải lén đi qua như không thấy gì. Này Pikachu, đứng lại. Có gì đó bất ổn rồi. Ờ hả? Bóng Pokemon. Chúng ta sắp có trò chơi rồi đây. Bọn họ bị bó chặt trong này. Coi nào. Ờ hả? Tôi có linh cảm mà. Hai người là kẻ gian. Ra khỏi đây và đem con Pikachu khổng lồ đi luôn đi. Này, em có nói chúng ta đi xem phim đó. Chắc chắn rồi. Đi nào. Không, mình có vấn đề với nó. Vô trong nghỉ ngơi đi. Vậy giờ chúng ta đi coi phim nha.